tưởng niệm 30 tháng 4 đen và trung tâm dữ liệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một nơi đã lưu giữ danh sách của những tử sĩ, và cả hai thành quả này đã được đặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và xin mời nhường lời lại cho ông trưởng ban tổ chức Lê Văn Sáu. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện dân cử, tất cả các hội đoàn cùng tất cả các chiến hữu và đồng hương tị nạn cộng sản. Kính thưa quý vị, năm nay chúng ta kỷ niệm 54 năm ngày thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cựu quân nhân của chúng ta tổ chức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhằm mục đích là để nhắc lại ý nghĩa của ngày này, ngày mà quân đội đã đứng lên lãnh trách nhiệm điều khiển quốc gia dân tộc. Và cũng nhân ngày này, chúng ta là những người còn sống xin chân thành cúi đầu tưởng nhớ đến anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, ngậm ngùi thương tiếc các anh đã chia sẻ niềm đau với hàng triệu cô nhi quả phụ và các thương phế binh đã âm thầm sống một cuộc đời khắc khoải trên quê hương đổ nát. Những người lính đã nằm xuống, các anh thương binh và những người lính của chúng ta còn sống, tất cả đều tự hào là chúng ta đã chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, vòng nước điêu linh quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 đã bị các thế lực đồng minh bức tử. Nhưng tất cả những người lính vẫn luôn luôn ngẩng đầu và đã đi vào lòng dân tộc vì đã bền bỉ đổ máu xương bảo vệ tổ quốc, làm tròn trách nhiệm của người lính thời tiền chiến. Những người lính luôn luôn nêu cao danh dự của quân nhân và luôn luôn là ác mộng của quân thù. Người lính buông súng không phải vì khiếp nhược với quân thù, mà người lính Việt Nam Cộng Hòa có kỷ luật, nghe lời đầu hàng. Cho nên chúng ta phải chịu cảnh tù đầy lưu ly. Trong bối cảnh đau thương, là một người lính Việt Nam, không ai không có thể quên được tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Kính xin tất cả chúng ta, mọi người, mọi giới, hãy cùng chia sẻ niềm đau dân tộc. Hãy đoàn kết và luôn luôn giữ vững niềm tin. Chúng ta thấy con đường của chúng ta đi là chính nghĩa. Chính nghĩa lúc nào cũng tươi sáng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị vừa nghe bài diễn văn của ông Lê Văn Sáu, là một cựu chiến sĩ của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, và ông cũng là đương nhiệm trong vấn đề là Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ, và ông sắp sửa giới thiệu người tân đại diện, người tân chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ. Ladies and gentlemen, you just heard the speech of Mr. Lê Văn Sáu, a Vietnamese Air Force veteran. He is a former president of the Alliance of South Vietnamese Veteran Association. He's going to introduce a newly elected president of the Alliance South Vietnamese Veterans Association. He is the captain of the South Vietnamese Marines. Thưa quý vị, xin quý vị nghe lời giới thiệu của ông Lê Văn Sáu về ông tân hội trưởng Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa tất cả quý vị, nhiệm kỳ của một chủ tịch liên hội là 2 năm. Tôi đã lãnh trọn 4 năm. Đến nhiệm kỳ thứ 2, chúng tôi không còn có hết nhiệm kỳ. Và cái người mà được nối tiếp chủ tịch liên hội, tân chủ tịch liên hội là thiếu quân lục chiến Nguyễn Phục Hưng. Anh có một cái giai đoạn, có một cái chiều dài sinh hoạt
trong tập thể cũng như là liên hội rất là khá dài. Anh có đủ kinh nghiệm điều hành quân đội, liên hội cựu chiến sĩ đi đến một cái giai đoạn rất khó khăn và sẽ là một người rất là thành công trong cái nhiệm kỳ kế tới. Xin giới thiệu Thiếu quân lục chiến chiến hữu Nguyễn Phục Hưng. This is the newly elected president of the Alliance of South Vietnamese Veterans Association. Chúng tôi xin kính mời quý vị trong tân ban đại diện, ban điều hành của Liên hội vui lòng lên sân khấu. We would like to invite all the members of the newly elected board of the Alliance South Vietnamese Veterans Association. Thứ nhất là ông đại úy Nguyễn Phục Hưng. Thứ hai, Phó Chủ tịch Ngoại vụ là Chiến hữu Lê Văn Sáu, Hội trưởng Hội Không quân. Phó Chủ tịch Nội vụ là Chiến hữu Tần Nam, Quân trường Đồng Đế. Người kế tiếp là Tổng Thư ký Nguyễn Doãn Hưng, Cảnh sát Quốc gia. Chiến hữu Nguyễn Văn Hùng, đại diện Hội Nhảy Dù. Chiến hữu Nguyễn Minh Chánh, Hội Biệt Độc Quân. Chiến hữu Phạm Lăng, Hội Hải quân Cửu Long. Chiến hữu Trung Tử Ngọc, Hội Nha Kỹ thuật. Chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Hội Võ Bị Đà Lạt. Chị Nguyễn Thị Huy Lễ, Tổng Hội Nữ Quân Nhân. Chiến hữu Nguyễn Văn Thành, Hội Ái Hữu Quân Cảnh. Và Chiến hữu Trung, Hội Thiếu Sinh Quân. These are the 12 members of the newly elected Alliance of the South Vietnamese Veterans Association. Chính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là cũng có quý vị trong hội đồng cố vấn là ông Phan Tấn Ngưu thuộc Tổng Hội trưởng Cảnh sát Quốc gia, ông Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Liên hội, và ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội trưởng Hội Biệt Độc Quân. Quá anh tới. Chào thấy. Chào. Không. Kính chào quý nhân trưởng, quý chiến hữu, quý đồng hương, quý quan khách hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Ngày 19 tháng 6 được coi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là vì sao đảo chánh năm 1963, chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng Hòa suy yếu trầm trọng. Quân Cộng sản Bắc Việt ồ ạt xâm nhập vào miền Nam. Trước tình trạng nguy ngập đó, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Chính phủ Dân sự Phan Khắc Sủ quyết định trao trách nhiệm và quyền lãnh đạo quốc gia cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải gánh thêm một trọng trách điều hành đất nước. Hôm nay, tại Đế đô Sài Gòn, thủ phủ của người Việt quốc gia, chúng ta cũng đối diện với tình trạng phân hóa trầm trọng. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý đồng hương, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý vị dân cử gốc Việt, gạt bỏ mọi hiềm khích cá nhân, ngưng đã phá lẫn nhau trong thời gian 3 tháng. Kính thưa tất cả quý vị, cái Lý Đô Sài Gòn không phải một ngày một buổi mà nó có. Nó là cả một cái sự đấu tranh liên tục của cộng đồng. Để tạo dựng nên cái Lý Đô Sài Gòn, xin tất cả quý vị không vì bất cứ một lý do gì mà để mất Lý Đô Sài Gòn như chúng ta đã để mất Sài Gòn 40 mấy năm về trước. Tôi tin rằng hầu hết người Việt tị nạn ở đây, người Việt quốc gia, ngay anh em trong nhà vẫn có những cái bất đồng. Nhưng mà nếu vì bất đồng nên mình phá nhà hay sao?
mình có thể gạt bỏ tất cả những cái đó. Trong sinh hoạt, nếu mà vì bất đồng tôi đẩy người ta ra thì họ cũng đi lập cái hội khác. Trong khi đối với liên hội với chủ trương, chúng tôi cần sự yểm trợ của tất cả mọi người, của cộng đồng này, của tất cả các cộng đồng thầm lặng. Họ không lên tiếng, nhưng mà suốt thời gian mấy tháng tôi nhận trên 140 cú điện thoại hỏi ông bệnh dữ lắm sao ông Hưng, tại sao cộng đồng này nó tới như vậy. Tôi nói cái đó không sao đâu, vì tất cả mọi người mà anh em mà tôi nhìn thấy trong những cái cuộc diện đó, người nào cũng là có tinh thần quốc gia. Chỉ có một đôi phút thì nhớ có một điều, không có ai mà nói là tôi không có phạm lỗi hết. Riêng cá nhân tôi làm 10 chuyện mà trúng một chuyện là tôi mừng rồi. Chính cái đó tôi mới có thể tiếp xúc với tất cả anh em. Và chỉ có khi mà chúng ta cùng gom lại, chúng ta mới hy vọng làm được cái gì cho đất nước. Ngay cái việc đầu tiên ở đây không ổn định thì đừng nói tới chuyện xa xôi trong nước, trong và chúng ta. Một lần nữa, nhân cái ngày này, tôi khẩn thiết xin tất cả quý đồng hương, quý vị dính trong đó, thương cho cái Sài Gòn. Cảm ơn quý vị. Ít khi nào chúng ta thấy một sĩ quan tác chiến mà đã vô cùng xúc động như thế này, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một lời kêu xin khẩn thiết đối với những người có trách nhiệm trong cái sự đoàn kết của cộng đồng của chúng ta hôm nay. Kính thưa quý vị, kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị diễn văn của niên trưởng chủ tọa. Following is the remarks from the presiding officer.